Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra. Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên. Mực nước lúc 13 giờ 0 phút ngày 31 tháng 10 năm 2019 trên các trà khúc tại trạm trà khúc 5.98m dưới mức báo động BD3 0.52m, trên sông Vệ tại trạm sông Vệ 4.91m trên mức BD3 0.41m, trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 5.61m trên mức BD3 0.11m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên. Mực nước trên các sông có khả năng lên ở mức trên sông Vệ tại trạm sông Vệ 5.2m, trên mức BD3 0.7m, trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 6.5m, ở mức BD3, trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 6.0m, trên mức BD3 0.5m. Do ảnh hưởng của bão số 5, chiều và đêm ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại huyện Lý Sơn đã có gió mạnh đến cấp 9, khu vực đất liền có gió mạnh cấp 5, 6, bão đã làm cho nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà ở của dân bị tốc mái, hư hỏng, nhiều địa phương bị mất điện trên diện rộng từ đêm ngày 30 tháng 10 năm 2019. Đối với tình hình ngập lụt, hiện nay sông Vệ và Trà Câu đang lên nhanh, tại các địa bàn ở các xã Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, huyện Đức Phổ, một số địa phương ở huyện Mộ Đức, xã Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, các xã Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức, thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành bị ảnh hưởng, ngập lụt từ 0,5 đến 1,5 mét. Các địa phương đang tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán dân theo phương án đã phê duyệt. Trong đó, huyện Ba Tơ có 29 hộ dân tại xã Ba Giang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Ủy ban Nhân dân huyện đang chỉ đạo công tác di dời 29 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Huyện Đức Phổ đang tổ chức di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Huyện đang tập trung tiếp tục di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng bão và lũ lụt lớn nên đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân các địa phương trong tỉnh. Tính đến 14 giờ ngày 31 tháng 10, thiệt hại về người. Mất tích. Một người, ông Phạm Văn Nam, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, bị mất tích từ tối ngày 30 tháng 10 năm 2019, hiện đang tổ chức tìm kiếm, bị thương. 12 người, Đức Phổ. 4. Mộ Đức. 4. Thành phố Quảng Ngãi. 3. Tây Trà. 1. Thiệt hại về nhà ở, nhà bị sập đổ hoàn toàn. 5 cái, Tây Trà. 3. Trà Bồng. 1. Nghĩa Hành. 1. Nhà bị tốc mái, hư hỏng. 575 cái, Ba Tơ. 38. Sơn Hà. 2. Sơn Tây. 6. Mộ Đức. 436. Trà Bồng. 12. Đức Phổ. 8. Minh Long. 13. Thành phố Quảng Ngãi. 19. Tây Trà. 33. Tư Nghĩa. 8. Ngành giáo dục có 11 trường học bị thiệt hại tốc mái. Ngành y tế có 2 cơ sở y tế bị hư hỏng tại thành phố Quảng Ngãi. 1. Tây Trà. 1. Ngành nông nghiệp diện tích rau màu bị ngập úng, hư hỏng. 297 hecta, Mộ Đức. 122 hecta, thành phố Quảng Ngãi. 175 hecta. Hàng chục ha cây ăn quả, hàng trăm ha rừng trồng bị ngã đổ. Do ảnh hưởng của bão, nhiều đường dây điện, trụ điện gặp sự cố, gãy đổ gây mất điện trên diện rộng trong đêm ngày 30 tháng 10 năm 2019 tại các huyện Trà Bồng, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành. Đến sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019, đã cơ bản khắc phục xong các sự cố, hiện chỉ còn các xã Ba Trang, Ba Khâm, huyện Ba Tơ và một phần xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ đang bị ngập, chưa có điện. Về giao thông, trên các tuyến quốc lộ 24, quốc lộ 24B, quốc lộ 24C, đường tỉnh, đội tuyển, 622B, đội tuyển, 622C, đội tuyển, 623, đội tuyển, 624, đội tuyển, 624B, đội tuyển, 624C, đội tuyển, 626, đội tuyển, 628. Nhiều cây cối bị ngã đổ, gây khó khăn cho giao thông, các địa phương đang tổ chức thu dọn, khắc phục. Trước tình hình bão lũ phức tạp, gây nhiều thiệt hại, ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn gửi các ngành, các địa phương chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai mưa lũ, gió lốc trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 và mưa, lũ tại các địa phương ven biển,
các cảng cá, các vùng trọng điểm bị ngập sâu dọc sông và chỉ đạo công tác hướng dẫn, neo đậu tàu cá tại các bến, cấm tàu thuyền ra biển hoạt động khi có gió mạnh. Yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, khẩn trương rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, nhất là tại các khu vực sạt lở xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, các cửa biển, các vùng trũng thấp, ngập sâu lưu vực sông Trà Câu, sông Vệ, Trà Bồng. Sở Giáo dục Đào tạo có công văn 1663/SGDT-VP ngày 30 tháng 10 năm 2019 chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với bão và cho học sinh nghỉ học trong chiều ngày 30 tháng 10 và ngày 31 tháng 10 năm 2019. Hiện nay, lãnh đạo Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đang tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các xã tổ chức ứng phó mưa, lũ và triển khai phương án di dời, sơ tán các khu vực dân cư đến nơi an toàn. Tổ chức huy động lực lượng tại chỗ tập trung giúp dân khắc phục nhanh các nhà bị thiệt hại, hư hỏng và khẩn trương khai thông các tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc. Được biết, công tác vận hành hồ chứa, thủy lợi, thủy điện, tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ quản công trình vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Lúc 13 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2019, mực nước hồ chứa nước trong ở cao trình 120,18m, MNGBT 129,5m, lưu lượng về hồ 343,44 m³/giây, dự kiến lúc 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 sẽ tiến hành vận hành với tổng lưu lượng xả 243 m³/giây, duy trì mực nước hồ chứa ở cao trình 120m. Tại công trình hồ thủy điện Đa Rinh, lúc 13 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2019, mực nước hồ ở cao trình 386,6m, MNGBT 410m, lưu lượng về hồ 729,3 m³/giây. Dung tích khoảng 73,43 triệu m³, tương đương khoảng 30% dung tích hồ. Hồ thủy điện Đắc Tre, lúc 10 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2019, mực nước hồ chứa đạt cao trình 933,85m, MNGBT 936m, lưu lượng về hồ 60 m³/giây. Dự kiến lúc 14 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2019, công trình sẽ tiến hành xả qua trạm xả 25 m³/s. Riêng các hồ chứa có cửa van điều tiết như Núi Ngang, Diên Trường, Liệt Sơn đạt dưới 60% dung tích hồ, cụ thể, Núi Ngang 56%, Liệt Sơn 24,5%, Diên Trường 57,7%.